nếu mình đi mình thấy nó rung nhanh là nhanh lên thì nghĩa là mình đang gần cái vật cản hơn, thì mình phải cẩn trọng khi mà nó rung nhanh. Còn nếu gần chậm thì mình có thể đi lên thêm một vài bước nữa, được không? Mình phải làm rất là nhiều cái thí nghiệm kéo dài thậm chí là nhiều năm trời để mình có thể có được những cái hiệu chỉnh tinh chỉnh làm sao để cái sản phẩm nó phù hợp nhất với người sử dụng và nó mang lại cái hiệu quả cao nhất người sử dụng để giúp họ đi lại an toàn. Hay cái khó nhất là làm sao chúng ta thấy được, biết được và hiểu được cái đặc tính, cái văn hóa di chuyển, văn hóa sinh sống cũng như là cái lối sống của người mù, cụ thể là người mù ở Việt Nam, và đặc biệt là những mạnh thường quân. Họ đã hỗ trợ để mình có được tất cả những thiết bị nghiên cứu như ngày hôm nay như thế này là nhờ mạnh thường quân. Xài cái này thì đi ra ngoài đường rất là có lợi, nhất là không có đụng đầu vô cái xe tải mà nó cao quá, với là mấy cái cột điện rồi. Nói chung là tránh được chướng ngại vật. Mình cản thông quan thì đỡ tai nạn luôn. Bây giờ nghĩa sang bên này cái coi. Không. Như vậy là có cái chị đó, chị nói đi, chị nói lên thầy. Đâu, đâu, thấy không? Dạ. Còn phía này không có người, thì thẳng được thấy không? Dạ. Rồi phía đi nước, bây giờ thấy có rung chưa? Dạ, rung. Sờ với ai nào, có người thấy không? Rồi bây giờ cô tránh ra coi, cô xích ra ngoài coi. Cũng biết rồi, thấy rung chưa? Dạ. Đi tiếp, thấy không? Có người, thấy không? Hiểu không?